Tập 29. Cô ấy đổi phòng bệnh rồi hả? Đêm qua cô ấy thấy khó chịu, sau khi được cấp cứu, nhưng mà cô ấy vẫn không qua khỏi. Cô không cần an ủi tôi. Bệnh của tôi tự biết. Nhưng mà cô thì khác. Còn rất nhiều ngày mai nữa. Cô phải trân trọng hạnh phúc hiện tại, nắm bắt tình yêu của mình. Đừng để mình phải nuối tiếc. Ba tìm con có chuyện gì không? Trước đây bà vẫn luôn nghĩ con rất có bản lĩnh, quá ra cũng chẳng ra sao. Ba nói câu đó là ý gì chứ? Làm lãnh đạo là để nhân viên dưới quyền nhìn thấu tâm tư của mình, thì con còn làm được việc gì lớn nữa? Ba đã từng nói với con, dù ở trong lòng của con có tâm sự gì, con cũng đừng thể hiện ra nét mặt chứ. Ba, con thì có tâm sự gì được, con đừng có giấu. Trước đây ba còn tưởng con là một bông lan trắng quý hiếm, nhưng giờ xem ra con chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Ba, rốt cuộc ba muốn nói gì với con? Ba không thể chịu nổi những hành động con đang làm, cho nên mới gọi con đến đây để nói chuyện. Tục ngữ nói, đau 3 năm, ngứa 7 năm. Bây giờ con đã kết hôn 3 năm rồi, đến giai đoạn mệt mỏi cũng không có gì kỳ lạ hết. Cho dù là con có chán ghét vợ mình, nhưng mà cũng đừng thể hiện ra mặt như vậy chứ. Nếu con sợ động lòng với Trạch Thiến, thì đừng để Trạch Thiến phụ trách những vấn đề pháp lý của công ty. Nếu như con sợ tình cũ không đủ cung đến với Trạch Thiến, thì hãy rời khỏi văn phòng luật. Vợ và tình nhân ngày nào cũng giáp mặt nhau như vậy, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện thôi. Ba nghĩ đi đâu vậy? Con và Trạch Thiến làm sao mà có chuyện gì được? Hơn nữa Trạch Thiến phụ trách công tác pháp lý cho công ty nhà mình. Hạ Hi cũng đồng ý rồi mà. Vậy sao ba không nghe thấy Hạ Hi nói? Hạ Hi không phải cô gái có chuyện gì cũng nói hết ra miệng. Nghe câu này của con, có vẻ con rất bất mãn với Hạ Hi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra giữa con và Hạ Hi vậy hả? Tại sao bỗng dưng lại giữ khoảng cách với nó như vậy? Nếu không phải vì Trạch Thiến, thì còn nguyên nhân gì nữa? Người phụ nữ khác hay sao? Ba, hai vợ chồng không chỉ có ngoại tình mới xảy ra vấn đề đâu ba. Nghe câu này của con, đúng là giữa con và Hạ Hi có vấn đề thật. Phải, nhưng giờ đây con không muốn nhắc tới chuyện đó. Con cần một thời gian để suy ngẫm lại. Vậy được. Cụ thể là vấn đề gì, con hãy tự nghĩ cách giải quyết. Nhưng ba nói cho con biết, thu xếp ổn định về cá nhân, đừng gây thêm rắc rối cho công ty và gia đình. Ba, con xin lỗi ba. Ây dồ, thiên sứ áo trắng của nhà chúng ta hôm nay sao mà về sớm dữ vậy? Mẹ, con xin nghỉ làm rồi, tốt quá nên nghỉ từ lâu rồi. Mẹ, cảm ơn mẹ vẫn yêu con như vậy. Cảm ơn vì mẹ vẫn chưa chết. Con gái, con sao vậy? Đừng dọa mẹ. Mẹ nói cho con biết, con phải cảm ơn mẹ. Con mau đi xem mắt cho mẹ đi. Mẹ, con đã nói rồi, con không muốn đi xem mắt mà. Con xem con cũng đã xin nghỉ việc, Lý Đồng Húc lại không thích con không đi xem mắt thì làm gì? Tại sao mẹ biết cái tên Lý Đồng Húc con chưa bao giờ nhắc đến mà? Mẹ lục lọi phòng con đấy hả?
Con bé này, con là con gái của mẹ. Mẹ vào phòng của con thì đã sao chứ? Hơn nữa, con xem, con là khúc thịt rơi ra từ bụng mẹ. Phòng của con chẳng phải cũng là thuộc địa của mẹ hay sao? Vậy thì sau này hãy để Mẫu Quốc đi xem mắt thay cho dân đen này đi. Con xem con ăn nói kiểu gì thế? Con gái, mẹ làm bao nhiêu việc cũng là muốn tốt cho con thôi. Con nghĩ mà xem, cả đời của mẹ con đã gây tội gì mà phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức mới có thể tổng kết cho con những đạo lý đó. Con không biết cuộc đời của mẹ đã trải qua những gì đâu. Con biết mà, cuộc đời của mẹ đã quá hạnh phúc rồi. Mẹ nghĩ mà xem, ở độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ, mẹ lấy được người đàn ông mình yêu thương nhất, sau đó sống hạnh phúc hơn nửa đời người. Cuộc sống của mẹ là niềm ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Dừng, việc mẹ của con hối hận nhất trên đời đó là chỉ vì tình yêu mà không màng vật chất. Mẹ, nếu khi đó mẹ chỉ màng vật chất mà bỏ qua tình yêu thì bây giờ mẹ mới phải hối hận đó. Hồi mẹ còn trẻ, mẹ đến với ba của con quá dễ dàng, cho nên mới ở trong phút mà không biết hưởng, ngày nào cũng chỉ biết than quán. Mẹ biết có bao nhiêu người đã phải hy sinh tất cả chỉ để được ở bên người mình yêu không? Cuộc sống của mẹ trong mắt của mọi người đã là thiên đường rồi. Con gái, con xem mấy cái phim hàng oppa nhiều quá rồi đó, đến nỗi bị tẩy não luôn rồi. Mẹ nói cho con biết, con mà ngốc như vậy nữa, mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà đó. Cho dù mẹ đuổi con ra khỏi nhà, con cũng không bao giờ đi xem mắt. Đông Húc, hãy để em xé bỏ tình yêu em dành cho anh. Hai người nhất định phải thật hạnh phúc. Thank you.
Anh Đông Húc, anh Đông Húc à, anh gọi em ra đây có việc gì không ạ? Anh muốn nhờ em làm giúp anh một việc rất vô liêm sỉ. Em không nhất thiết phải nhận lời anh, nhưng mong em hãy nghe anh nói hết, rồi em hãy suy nghĩ. Nếu anh muốn em làm tổn thương chị Nhất Sang, em không làm đâu. Những chuyện liên quan đến tình cảm giữa hai người, anh đừng có nói ra nữa. Đúng là có liên quan đến Nhất Sang, vậy thì anh đừng nói ra. Em có thể kết hôn với anh không? Không phải anh nhất thời nông nổi, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Buộc phải chia tay với Nhất Sang, cách duy nhất khiến cho cô ấy từ bỏ chỉ là anh đi kết hôn với người khác. Anh nhớ em đã từng nói, nếu như anh chưa có bạn gái thì hãy cho em một cơ hội mà. Anh biết bây giờ nói ra những điều này là rất có lỗi với em, nhưng mà anh thực sự không còn cách nào khác hết. Mỗi cô gái đều mong người kia cầu hôn mình một cách đầy tình cảm, nhưng mà anh lại mở lời vào đúng lúc này. Anh thật sự có lỗi với em, nhưng mà anh không còn cách nào khác mới phải đưa ra lời thỉnh cầu vô lý này. Nếu khiến cho em khó xử, em từ chối anh cũng không sao. Anh Đông Húc, em không thấy mình bị ấm ức, chỉ là em cảm thấy anh và chị Nhất Sang rất yêu nhau. Nhất Sang là người anh không được phép yêu. Kể từ ngày anh quyết định sẽ chia tay cô ấy, anh buộc phải dừng tình yêu dành cho cô ấy. Vậy là anh đã nhất quyết thu lại tình yêu của chính mình. Anh Đông Húc à, rốt cuộc là vì ai mà anh phải làm như vậy chứ? Vì tất cả những người ở xung quanh anh và Nhất Sang, người nhà của cô ấy, người nhà của anh, và cả bản thân của anh nữa. Vì bản thân anh hả? Nếu như em bằng lòng lấy anh, rồi có ngày em sẽ hiểu ra điều này. Anh xin lỗi, anh không thể nói dối rằng vì em mà anh chia tay với Nhất Sang, nhưng lại ích kỷ coi em như lý do để anh chia tay Nhất Sang. Bây giờ tuy rằng anh không yêu em, nhưng mà anh sẽ cố gắng để yêu em. Anh sẽ không để em hối hận vì đã kết hôn với anh đâu. Anh sẽ cố gắng yêu em hết sức có thể mà. Anh Đông Húc, tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. Chỉ cần nghĩ đến được cưới anh, dù là cưới anh bằng cách nào đi chăng nữa, em đều cảm thấy chắc mình sẽ rất hạnh phúc mà ngất đi mất. Nhưng mà như vậy có phải là quá tàn nhẫn với anh và chị Nhất Sang hay không? Hãy tin anh, đây là cách duy nhất. Như vậy nỗi đau vì đã gây tổn thương cho mọi người mới giảm xuống mức thấp nhất. Anh không phải một người cả thế giới chỉ có tình yêu. Nhất Sang nếu cứ mãi lưu luyến anh như vậy sẽ chỉ ngày một đau khổ hơn thôi. Gia Vi, hãy giúp anh. Nếu như em vẫn còn yêu anh, thì mong em hãy đồng ý cưới anh. Lúc này anh thật sự rất cần em. Thank you.
Chồng về rồi hay sao? Anh về đúng lúc lắm đó. Em vừa hầm canh xong. Hôm nay em mua được ếch hoàng kỳ ở chợ, vừa bồi bổ sức khỏe lại nhiều dinh dưỡng. Nào đếm thử tay nghề của vợ anh đi. Anh đang ở ngoài rồi, bây giờ không thấy thèm ăn. Em hầm canh thì tự ăn đi. Mấy hôm nay ngày nào anh cũng tăng ca đến tối muộn, nhất định là mệt lắm. Nào anh ngâm chân đi, em đã bỏ thêm ít rượu hoa nghệ tây vào đó, giúp làm giảm sự mệt mỏi. Lát nữa ngâm chân xong em sẽ massage cho anh. Không cần, anh không cần massage chân. Anh ngâm mình xong sẽ đến phòng đọc sách tra ít tư liệu. Vậy thì em để anh cùng ngủ nha. Em đã mua hai chiếc gối cassia mới, giúp ngủ ngon hơn đó. Em đang muốn lấy lòng anh đó sao? Em đang muốn lấy lòng người chồng mà trước giờ em vẫn luôn khinh thường. Trước đây em chỉ biết hưởng thụ những điều tốt anh dành cho mà chưa thể đáp lại gì hết. Em nghĩ làm những điều đó là đáp lại anh hay sao? Mua ít thuốc bắc để ngâm chân chính là đáp lại sao? Lý Hạ Hi, anh nói cho em biết, đáp lại là khi người kia thực sự có nhu cầu. Cũng giống như trước đây, em cần tình yêu và sự ấm áp của anh, nên anh đã hết lòng hết dạ đối xử tốt với em. Nhưng mà mọi việc em đang làm bây giờ anh đều không cần. Vậy thì anh cần cái gì? Lý Hạ Hi, em sống cùng anh đã 3 năm rồi, anh cần cái gì em cũng không biết hay sao? Nhất Bân à, xin lỗi anh, bàn ủi hỏng rồi. Vừa nãy em hỏi mượn cô giúp việc tầng dưới nên vừa mới ủi xong cho anh. Em đã kết hợp sơ mi trắng anh mới mua với bộ vest đen, chắc cũng được đấy. Anh mặc vào coi. Em rất thích tự quyết định đúng không? Tại sao anh phải mặc theo ý của em? Quần áo mặc trên người của anh biết bộ nào là hợp. Gia Viên, sao bỗng dưng con lại đến bệnh viện này kiểm tra sức khỏe vậy? Có phải là con đã xin thôi việc ở bệnh viện này rồi hay sao? Đâu có bỗng dưng ạ. Ba, bà đã hơn 50 tuổi rồi, cũng đến lúc chú ý sức khỏe của bản thân và nên chăm đi làm xét nghiệm hơn. Hơn nữa là con học ngành hộ lý, nếu đến sức khỏe của ba mẹ con cũng không chăm lo được, sẽ để người ta cười cho. Con gái của bà nghĩ thật chu đáo quá. Vậy sao không gọi luôn mẹ con đến cùng? Mẹ của con đang giận con mà, lần sau con sẽ đưa mẹ đến. Ba hiểu rồi. Xem ra trong lòng của con gái, ba vẫn là số một. Ba, sao ba vẫn còn trẻ con như vậy chứ? Mau đi thôi ba, chúng ta mau đi làm xét nghiệm đi. Bên này. Anh Đông Húc à, lát nữa anh có thể ra chỗ sảnh bệnh viện được không anh? Con không biết vừa nãy đã lấy của ba bao nhiêu máu đâu. Ba đi bên này. Anh Đông Húc, thật tình cờ anh cũng ở đây hả? Đây là ba của em đó. Em đưa ba đến kiểm tra sức khỏe. Còn đây là anh Đông Húc, đồng nghiệp trước đây của con. Cháu chào chú, cháu tên là Lý Đông Húc, là bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện này. Chào cậu. Chú có cần cháu giúp gì không chú? Không cần đâu, vừa nãy Gia Viên đã đưa tôi đi kiểm tra rồi, đợi ngày mai lấy kết quả thôi. À, vậy thôi, chúng ta về nhà thôi ba. Anh Đông Húc à, em về nha, tạm biệt.
Cháu chào chú. Đi thôi ba. Đi thôi, bye bye. Ba, ba thấy người vừa nãy thế nào ạ? Vừa nãy, cậu đó đó hả? Ba dám nói không ra gì sao? Con gái của ba đã yêu thầm cậu ta 3 năm rồi. Ba, ba đoán ra rồi đó hả? Gia Viên, con cũng biết nhìn người lắm đó chứ. Trông không giống như bác sĩ chút nào. Rất giống ngôi sao điện ảnh. Ba vừa nhìn thấy cậu ấy là liền nhớ đến hồi trẻ của ba. Hèn chi con gái lại yêu thầm cậu ấy. Bây giờ không còn là yêu thầm nữa đâu. Không phải là yêu thầm. Vậy là hai đứa bắt đầu yêu nhau rồi. Cũng không hẳn nữa. Không phải yêu thầm cũng không yêu chính thức. Vậy thì rốt cuộc giữa hai đứa là quan hệ gì? Ba, con có chuyện này muốn nhờ ba. Ba phải nhận lời con đó. Gia Viên, không phải là hai đứa tình một đêm xong có bầu luôn rồi đó chứ? Nếu là như vậy thì con đành sinh ra vậy. Ba ơi, ba đang nghĩ gì trong đầu vậy? Hứa với anh, đừng lãng phí cuộc đời vào việc oán hận người khác. Chuyện như này cuộc đời đâu chỉ có sống vì tình yêu. Vẫn chưa đủ. Sao cô ấy lại không cười với mình nhỉ? Anh cũng vì tin tưởng cho nên mới chờ đợi. Được rồi, được rồi. Đợi em. Biết anh vất vả rồi. Đây là cô giáo mới của anh đó. Cô Triệu, sau này sẽ phụ trách lời thoại của anh. Ra chào hỏi người ta đi. Cô giáo mới. Em chào cô. Chào em. Vậy còn cô? Cố gắng học đi. Tôi đi đây. Sao cô nói đi là đi? Bởi vì chương trình học của tôi đã kết thúc rồi. Với lại tôi còn phải đi xa nữa. Sao hả? Tôi còn phải báo cáo với anh những chuyện này nữa hả? Không phải. Vậy cô còn quay về nữa không? Kìa, ít nhất cũng để lưu số điện thoại đi. Tôi và anh thân lắm sao? Không. Giang Nhất Minh, em làm gì thế? Chúng ta còn phải lên lớp nữa. Cô tự mày lên đi. Cô Trần à, tại sao anh lại đến đây? Cùng đi ăn cơm đi. Mỗi lần đến nhà hàng này, chúng ta đều ngồi ở vị trí này. Giờ này bận việc nên không ở bên em được nhiều. Cũng không quan tâm tới cảm nhận của em nữa. Em không giận anh chứ? Làm gì có chuyện đó. Em mà bận là cũng quên hết mọi người xung quanh. Trước đây anh cũng chỉ thường trách em bận bịu quá con gì. Nếu sau này anh sẽ mãi bận như vậy thì em cũng vẫn vui chứ. Thì chứng tỏ là chồng em dùng hết tâm huyết cho sự nghiệp rồi. Tuy là em thấy hơi thất vọng, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến
anh vì sự nghiệp, để thể hiện được giá trị của bản thân mà anh luôn cố gắng phấn đấu, thì em không nên nhỏ nhen như vậy. Nói theo cách của ba thì là phải tự nhận thức mình là vợ của một doanh nhân. Em thấy cái ly này thế nào? Thế nào là thế nào? Có phải thứ gì đặt bên trong đó cũng đều nhìn rõ mồn một? Tất nhiên rồi, đó là ly thủy tinh mà. Ở trước mặt em, anh cũng trong suốt như vậy, giống như chiếc cốc thủy tinh này. Từ khi hai ta quen biết nhau đến đây cũng đã 3 năm. Anh luôn mở rộng trái tim với em. Nên nếu như để nói về niềm tin thì đó là thứ cơ bản nhất. Đúng vậy, về điểm này đúng là anh đã làm rất tốt. Nhất Bân à, em cảm ơn anh đã cho em cảm giác an toàn suốt ngần ấy năm. Là người chồng, dành cho vợ mình cảm giác an toàn cũng là điều nên làm thôi. Nhưng Hạ Hy, em biết không, là một người vợ, có những lúc cũng cần tạo cho chồng mình một cảm giác an toàn. Nhất Bân, dạo này có điều gì em làm chưa tốt hả? Ở trước mặt của em, anh giống như chiếc ly thủy tinh, còn em ở trước mặt anh là giống như lon nước giải khát. Bên trong em đựng bao nhiêu là nước? Rốt cuộc bên trong có nước hay không, anh có thể cảm nhận được. Nhưng mà rốt cuộc là loại nước gì thì anh lại không rõ. Nhiều lúc nghĩ lại cũng thật là buồn cười. Đã vậy chúng ta không hề biết bên trong đó đựng loại nước gì mà cũng cả gan dám uống nó. Em thật không hiểu ý của anh là gì. Hạ Hy, lúc trước em đã nói với anh, em có một số chuyện không muốn nói cho anh biết, dĩ nhiên cũng không muốn nói với anh. Anh muốn biết rốt cuộc khi nào thì em mới có thể nói cho anh biết những chuyện mà em mãi mãi không muốn nói đó. Em xin lỗi, em không muốn nói. Là em không muốn nói hay là không bao giờ định nói ra cho anh biết? Là em không định nói. Em tuyệt đối sẽ không nói ra. Em mong anh mãi mãi không biết chuyện gì hết. Tại sao vậy? Những chuyện đó là những ký ức không thể chia sẻ với anh. Nên em xin anh đừng hỏi nữa. Anh sẽ không bao giờ hiểu được. Chắc chắn là không. Là không thể chia sẻ. Hay là vốn dĩ không muốn chia sẻ cùng với anh. Cả hai. Em tự đi về đi. Bây giờ anh sẽ về công ty hay sao? Tự em đi về đi. Không cần căng thẳng đâu. Chuyện kết hôn với em, anh có nghiêm túc hay không vậy? Tất nhiên là nghiêm túc rồi.
Nếu như chỉ vì anh muốn chị Nhất Sang từ bỏ anh, em có thể giúp cho anh. Anh không cần phải kết hôn với em rồi tự hại bản thân mình như vậy. Anh thừa nhận đã lợi dụng em để chia tay Nhất Sang, nhưng mà anh thật lòng muốn kết hôn với em mà. Có phải anh muốn kết hôn giả với em rồi đợi khi chị Nhất Sang từ bỏ thì anh sẽ kiếm một lý do nào đó để ly hôn với em không? Sẽ không có chuyện ly hôn đâu. Anh đã nói rồi, anh sẽ không để cho em phải hối hận vì đã kết hôn với anh mà. Anh sẽ cố gắng hết sức yêu em. Em hỏi anh như vậy, có phải là em không chịu giúp anh? Nếu như em không chịu, em sẽ không dẫn ba đến gặp anh đâu. Ba của em thấy anh có được không? E là bậc phụ huynh nào trên đời này cảm thấy anh không được, có lẽ còn chưa ra đời đó. Đã gặp ba của em rồi, vậy chúng ta tìm lúc nào đó cũng đến gặp ba của anh luôn đi. Anh Đông Húc à, bây giờ anh hối hận cũng vẫn kịp đó. Chúng ta vẫn có thể thay đổi mối quan hệ. Anh không hối hận, cho nên anh mới làm như vậy. Là bất cứ người phụ nữ nào trên đời này cũng được sao? Chỉ cần không phải là chị Nhất Sang. Anh Đông Húc, anh chỉ là đang giận mình thôi. Anh không tự giận mình, là anh đang bảo vệ hạnh phúc cho tất cả mọi người. Mỗi quyết định anh đưa ra đều xuất phát từ chính tấm lòng của anh. Anh đang tự chịu trách nhiệm về bản thân mình, chịu trách nhiệm về người thân của mình. Tất nhiên, từ nay về sau, anh cũng sẽ có trách nhiệm với em. Thế giới này không phải ai cũng kết hôn vì tình yêu. Ba mẹ của anh là như vậy đấy, nhưng mà tình cảm giữa họ rất tốt. Dù có gặp khó khăn gì, đều hiểu cho nhau, bao dung cho nhau, cùng nhau nắm tay vượt qua. Từ khi mẹ của anh qua đời, ba của anh cũng không tái hôn. Anh nghĩ khi chúng ta kết hôn rồi cũng sẽ như vậy hay sao? Tình yêu quả thực rất đẹp đẽ, nhưng mà nếu dần vun đắp tình cảm đó trong cuộc sống thì nó sẽ càng kiên cố hơn và bền vững hơn. Đó là vì giữa họ không có tình yêu. Nhưng mà anh và chị Nhất Sang rõ ràng yêu nhau đến như vậy, tại sao lại phải đưa ra quyết định như vậy hả? Ngay từ nhỏ anh đã biết tình yêu là thứ xa xỉ trong cuộc sống, chứ không phải thứ bắt buộc phải có. Nếu phải chọn giữa tình yêu và cuộc sống, anh sẽ chọn cuộc sống. Có thể điều đó đối với em rất không lãng mạn, cũng rất tàn nhẫn, nhưng có một ngày em sẽ hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói đó. Khi em có thứ gì đó cần được bảo vệ hơn là tình yêu, em sẽ hiểu ra thôi tại sao anh lại chọn em. Anh biết anh đưa ra quyết định này rất ích kỷ. Anh đang lợi dụng tình cảm em dành cho anh để trói buộc tương lai của em. Nhưng mà khi đứng trước mặt anh, em lại chẳng hề nói gì, chỉ luôn suy nghĩ cho anh, nỗ lực vì anh. Anh nghĩ rằng chắc mình sẽ không bao giờ gặp được ai trân trọng anh đến như vậy. Chúng ta hãy dành niềm tin cho nhau, cũng hãy dành cho nhau một cơ hội để có được hạnh phúc. Có được không? Con chia tay với Nhất Sang rồi hay sao? Là vì cô ấy hả?
Ba, cô ấy tên là Tôn Giai Viên. Ba cứ gọi cô ấy là Giai Viên đi. Giai Viên, ba không muốn gọi. Hôm qua con mới đưa một cô về, hôm nay con lại đưa cô khác về. Ngày mai có phải là sẽ đưa một cô khác về gặp ba hay không? Tại sao con lại hành động vô trách nhiệm như vậy? Ba, ba đừng nói như vậy mà. Giai Viên còn đang ở đây. Ba nói những câu đó thì cô ấy biết để mặt mũi ở đâu. Không vui cô ấy có thể về. Bây giờ cháu rất hiểu cho tâm trạng của chú à. Giai Viên, tôi không cố tình nói cô, mà tôi đang dạy dỗ đồng hút nhà tôi. Tại sao con lại nói thay đổi là thay đổi? Có phải là hai đứa hợp nhau lại đóng kịch cho ba xem hay không? Thông đồng với nhau để lừa ba hả? Chúng cháu không đóng kịch, chúng cháu muốn kết hôn thật mà. Hả? Thật đó. Cô bé này, cháu đã nghĩ kỹ chưa? Cháu muốn cưới một thằng như vậy thật hay sao? Cháu suy nghĩ kỹ rồi, cháu muốn lấy anh Đông Húc. Nó có mới nới cũ như thế, cô không sợ ngày nào đó nó tự nhiên đòi chia tay cô, rồi lại dẫn một cô gái khác về gặp tôi sao? Anh Đông Húc không phải người như vậy. Cháu tin tưởng anh ấy, cũng mong chú hãy tin tưởng anh ấy. Mong chú hãy tin tưởng quyết định của bọn cháu. Hy vọng chú sẽ đồng ý chuyện hôn sự này. Con ra ngoài xem thử. Sao em lại tới đây? Em đến tìm chú. Dứt Sang, Dứt Sang, chú à, Dứt Sang. Giai Viên, em ngồi đây với ba. Anh và Dứt Sang ra ngoài nói chuyện một lát. Đi thôi. Lát nữa con sẽ về. Cô xem đó, làm cho mọi chuyện rắc rối hơn rồi. Thiệt tình, ban ngày ban mặt lại có người đứng chặn trước cửa để hàng xóm nhìn thấy, cô đã thể thống gì nữa? Chưa từng thấy chuyện nào dớ dẫn như này. Chú đừng giận nữa mà, chuyện này cũng hơi đường đột. Bọn cháu đến cũng không báo trước với chú, khiến cho chú không vui, cháu xin lỗi à. Tôi biết rồi, đây chính là bắt cá hai tay mà người ta vẫn nói. Bắt cá hai tay? Cô chính là Tiểu Tam chính hiệu đó. Cháu là Tiểu Tam hả? Tiểu Tam chính hiệu? Rõ ràng Đông Húc đang yêu Nhất Sang, cô lại đến chen vào. Cô chính là người thứ ba chứ gì nữa. Không không không, không phải như vậy đâu chú. Không phải thật mà. Còn không phải nữa hay sao? Rõ ràng Đông Quốc và Dứt Sang đang vui vẻ bên nhau, sao bỗng dưng lại đòi kết hôn với cô? Cô đang đi cướp bạn trai của người khác đó, cô có biết hay không hả? Cô làm việc đó mà vẫn dám giá cái mặt đến đây ngồi nói chuyện với tôi. Cô gái, cô còn trẻ lắm, cũng nên biết thế nào là xấu hổ chứ. Trước đây khi cô đến chỗ tôi đã cảnh cáo cô rồi. Đông Quốc đã có bạn gái, cô biết đường mà sớm từ bỏ, phải biết chừa đường lui cho mình. Nhưng mà cô xem, bây giờ cô còn vác cái mặt tới đây. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận cô. Cô biết đường mà về sớm đi.
Chú à, có thể bây giờ chú chưa hiểu hết về cháu, nhưng mà cháu tin rằng sau này chú sẽ hiểu cho cháu. Còn sau này nữa, sau này cô còn mặc giày đến chỗ của tôi nữa thì tôi sẽ lấy cây chổi ra đuổi cô đi. Sớm biết cô là người như vậy, tôi đã không cho cô bước chân vào cái nhà này rồi. Thật là. Thôi được rồi, cô đi luôn bây giờ luôn đi. Đi đi. Nhưng mà anh Đông Húc bảo cháu ngồi đây cùng chú mà. Ngồi cùng nữa hả? Còn ngồi cùng nữa, chắc tôi sẽ lên cơn nhồi máu não. Vì cô mất thôi, đi đi, đi mau lên. Vậy thôi, cháu về nha. Về đi. Túi của cô đây nè. Cháu cảm ơn ạ. Cháu chào chú, khỏi chào. Đừng bao giờ đến đây nữa. Chuyện gì vậy? Tại sao Tôn Gia Viên lại ở nhà anh? Là anh đưa cô ấy đến gặp ba. Có ý gì đây? Tại sao anh lại dẫn cô ta đến gặp ba anh? Cô ta là cái gì hả? Tại sao cô ta lại đến đây? Bây giờ cô ấy đang là bạn gái của anh. Dẫn bạn gái về ra mắt ba, đâu có gì lạ đâu. Cô ta trở thành bạn gái của anh từ khi nào? Đến lúc này rồi, anh đừng có đùa em nữa được không?